Và ở vòng kế tiếp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có một buổi tối nhiều niềm vui bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai với những thông tin cập nhật. Xin kính chào tạm biệt. Quả là thật khó để có thể thống kê hiện có bao nhiêu môn võ, môn phái đang tồn tại trên thế giới.